cái chụp màn hình đây. Chúng ta cũng đến với trận đấu thứ hai của trận đấu thứ hai thôi. Trận vừa rồi thì map mình rất bên mình khoai rồi. Nào, chúng ta cùng đến với quân bài thôi. Ôi rồi, bên kia lại cá với chó hay sao rồi. À, bên này thì mình Hoàng Mạnh Nhi cầm baby. Toàn những con phù baby với Miwan. Chúng ta cùng đến với trận đấu nào. Chào tất cả anh em nhá. Bài trận vừa rồi là bài xấu thôi. Mong là bài này bắt đầu thì tiếp thủ Hoàng Mạnh Nhi đã có bày ở đầu hai con voi rồi. Khỏe tươi hơn rồi đấy. Chào anh chán đời. Bữa trưa với Bác Hồ. Mẹ anh Vượng đấy. Đây bái quả rồi đây. Anh em like và chia sẻ mạnh lên nhá. Báo về là game thủ Hoàng Mạnh Nhi báo về là bài này mắc binh luôn. Không cửa. Bên này thì game thủ xi măng nó bắt đầu có đưa bầy hươu đầu về và có một con voi. Thêm một bầy quả phụ nào. Bên kia thì có vẻ là thích những con động vật. Chó với gà. Chào anh Quang Trung. Đây, bầy quả phụ đây rồi. Không biết là trận này hai anh sẽ đánh như nào đây. Anh em thấy trận này nên đánh như nào đây? Đánh baby vẫn đánh cung chứ. Chào tất cả anh em nhá. Bên này thì cài bài của game thủ xi măng. Một voi, một quả phụ, một hươu. Bài tròn đồ thôi. Anh quyết định đánh với 22 nông dân. Đây, cái cờ mượn 741 22 nông dân. Vâng, anh Duy Hiệp cho một ý kiến là trận này đánh cả hai chém. Hai chém thủ phù sao? Cũng có thể là đánh chém thủ phù cũng được. À, đánh cung thủ phù. Thử Hoàng Mạnh Nhi nào. Hoàng Mạnh Nhi đánh với 26 nông dân. Ở đây có hình như anh đang định thiết kế một cái hốc nhỏ nhỏ xinh xinh ở trên đây. Cái hốc rất đẹp. Có vẻ rất nhiều đất để vé ruộng đây. Xi măng báo về là cho Son đánh 28 dân. Liệu anh có đánh cung A một áo? Cho Son là trong tay của BB. Rồi anh Trung Hiếu vào chém truyền cung. Ừ.
Đánh quầy đá cho máu, anh chán đời rất máu. Bên kia không cửa, no door. Đây rồi. Hoàng Nguyễn Nhi quyết định đánh cung. Có biết anh có thủ phù không? Hộp này có gỗ, có vàng và một khoảng đất rất rộng để vé ruộng. Hộp đẹp. Chào anh Tùng Nguyễn nhá. Vâng. Anh đẩy con tê đi luôn không hay là để nhà đây? Xem game thủ xi măng nào. Xem anh chém nào đâu. Ở đâu? Ôi, hai con voi đây. Hai con voi giữa hai nhà. Đây, ui rồi ôi. Vâng, game thủ Katha dâng L luôn trên giữa hai nhà. Ở đằng mặt đằng này đang có rất nhiều đồ ăn hoàng đây. Hai voi, một quả phụ. Phụ. Đây rồi, bắt đầu đang đào vàng để trâu những phù mình ra. Ăn nốt hai con voi để có lực. Con giò của game thủ Dương Cối đang cố đuổi theo xi măng. Cho son cánh bên Hoàng Mai Nhi rồi. Đây, lên và đắp một phù trước đã. Vẫn đi ăn hoang ông lại đắp ruộng nhà nữa. Khỏe quá sao? Con phù nào chắc chắn. Giờ đây thì những con phù đầu tiên đỏ thì game thủ Dương Cối không có cửa gì luôn. 1L hay 2L đây. Đây rồi, T đây rồi. T, anh kết hợp cùng nhau. Đây, anh chọc dọc luôn. Vâng. T của mình đã gần hết máu rồi. Xem nào. Dương Còi én đi đâu mất rồi. Cái đàn dân ăn hoang này. Đâu rồi? Hình như đang ăn bái hươu ở bên dưới anh ơi. Đó, đây rồi. Thấy dân của game thủ Dương Cối đây rồi. Vâng, đã có bánh xe rồi. Đây rồi, phù nào. Nào, về với đội của anh nào, cho chết nào. Ai con phù. Vâng, bên kia. Ủa. Đây rồi, phù nào. Nào. Rồi. Phù tiếp nào, chúng ta có hai con phù rồi. 2P. Đây rồi, những con dân của game thủ Dương Cối. Dương Cối ra đây ăn bái quả sao? Đây rồi, chắc chắn là về đi rồi anh ơi. Nào. Nào. Đây rồi, được rồi, hai con nào. Hai con nào. Đây rồi. Hai con, ba con nào. Ba con nào, quýt luôn không. Nào, bên kia thì Dương Cối đã bắt đầu mừng ba con rồi. Ba con rồi. Hình như là được hai con thôi. Dương Cối đã bắt đầu chết rất nhiều dân rồi. BB như là chơi công an một áo rồi. Xem game thủ Hoàng Mới Nhi nào. Hoàng Mới Nhi tham lại là 43/44. Chỉ còn lại hai con chém. Anh cố gắng quấy thôi. Đây rồi. Bây giờ chỉ còn. Đây rồi, dân của game thủ Dương Cối. Vậy e nào. Hay quá Dương Cối ơi. Dương Cối ơi. Dương Cối. Hay. Nhưng mà ăn được hơi ít dân. Đây, cố gắng đem về thế để 2-1 thôi. Bên kia chỉ là con cung à một áo cho son thôi. Bài của riêng sủ xi măng cũng là đang khỏe nguyên. Vâng, đây đây anh. Anh xi măng ơi, quay lại không. Con lạc đà. Về nào. Ăn hết số dân này của game thủ Dương Cối. Đẩy luôn thôi. Phút thứ 18. Chúng ta lo sợ một bài bật 4 thằng của game thủ BB. Khi nào game thủ Dương Cối đã bắt đầu hết những con chém rồi. Vâng, top lại rồi. Cái tham lại của game thủ Dương Cối. Chúng ta ốp luôn thôi. Không có cung đâu cả. Hình như là một bài đánh thẳng lên thẳng 4 của game thủ BB. Hai con cung A. Quýt luôn không vào nào. Đây rồi. Ở trong đây rồi, chỉ cần tầm 10 con cung A một áo thôi. Không thể đỡ được tên này. Không thể đỡ được. Đây, những con phù nữa ở đây thì. Đây nào, phù nào. Xem game thủ xi măng nào, xi măng dắt những con phù của mình lên. Tôi nghĩ là tên này BB chắc chắn không thể đỡ được tên này. Chúng ta dồn quân lên thôi. Đây, lọt rồi. Quýt chưa, quýt rồi. Một đều. Chúng ta san bằng tỷ số rồi.
Anh em ơi, còn bảo tôi đen nữa không? Dương cối. Dương còi. Anh fit rất nhanh. Chúng ta là quân là cử trên, chúng ta đã tận dụng tốt trận đấu này. Một cái hốc rất đẹp của game thủ Hoàng Mai Nhi. Trận vừa rồi thì game thủ xi măng cũng phù rất đỏ, những con phù được hai con lạc đà. Những tên phù là rất quan trọng. Đây bên này giữa hai nhà bên mình ép anh xi măng ép đủ đồ nên là không dò thêm rất nhiều đồ.